Xin chào tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay Long sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn về cái cách tạo một cái fanpage trên Facebook. Có thể nói fanpage là một cái trang mà không thể thiếu khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân đến xây dựng thương hiệu công ty. Dù kinh doanh nhỏ lẻ đến kinh doanh lớn đến cả các công ty hay là tập đoàn thì chúng ta cũng cần phải có một cái fanpage. Vậy thì bây giờ khỏi mất thời gian của tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đi vào chính vấn đề ngày hôm nay, đó là cái cách tạo một cái fanpage trên Facebook. Rồi thì để tạo một cái fanpage thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản Facebook. Thì ở đây Long không có chia sẻ cho các bạn về cái cách tạo một cái tài khoản Facebook nữa. Nó rất là đơn giản, các bạn truy cập vào cái trang chủ của Facebook và nếu như mà có tài khoản thì chúng ta bấm vào đăng nhập, còn nếu như mà chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào đăng ký. Thì chúng ta có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là đăng ký bằng cái email. Nếu như bạn nào mà chưa có email thì cũng có thể là xem cái link mà Long để bên dưới, link mô tả bên dưới là cái cách tạo một cái tài khoản email. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đăng nhập vào cái trang vào cái tài khoản Facebook của chúng ta, thì để tạo cái trang thì chúng ta sẽ thông thường sẽ có hai cách. Cái cách đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng ở cái cột bên trái đây nó sẽ có chữ trang ở đây, thì chúng ta sẽ bấm vào trang. Thì khi mà bấm vào trang đây nó sẽ sổ ra hết tất cả các trang của chúng ta, được chưa? Tất cả những cái trang fanpage mà chúng ta đã lập hoặc là chúng ta quản lý. Đó. Rồi sau đó chúng ta bấm vào tạo trang mới. Đây, chúng ta bấm vào tạo trang mới ở đây. Đó. Thì là chúng ta sẽ ra cái kết quả. Hoặc là cái cách thứ hai là chúng ta sẽ vào cái trang chủ của Facebook, rồi chúng ta sẽ bấm vào đây. Các bạn thấy này, trên đây này, nó sẽ có là cái chấm chấm vuông vuông này, cái mục menu này trên góc phải của màn hình. Chúng ta bấm vào ha, bấm vào coi như vậy là chuột trái. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn trang. Đây này. Đó, thì là nó cũng sẽ ra cái kết quả giống nhau. Rồi sau khi mà đến đây rồi thì chúng ta sẽ để cái tên trang ha, để cái tên trang. Các bạn lưu ý rằng khi mà để tên trang thì là nó sẽ có rất là nhiều cách. Cái tên trang ở đây chúng ta có thể đặt là tên nó trùng nhau ha, trùng với lại tên của trang mà đã tồn tại, được chưa? Rồi thì ở đây nó sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ đặt tên theo thương hiệu hoặc là tên theo sản phẩm, hoặc là một cái địa điểm, tùy theo như vậy mục đích của chúng ta. Ví dụ như chúng ta kinh doanh bất động sản thì chúng ta sẽ kinh để tên là bán bất động sản chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như về một cái sản phẩm nào đó, về một cái dự án nào đó thì chúng ta có thể để đặt tên theo cái tên của dự án, thì tùy vào mục đích của chúng ta ha. Rồi, tóm lại ở đây chúng ta sẽ đặt tên trang, được chưa? Tên trang. Rồi, ví dụ như đây tôi sẽ để là chẳng hạn như là bất động sản Vĩnh Phúc ha. Giả sử như vậy. Rồi hạng mục ở đây á, thì chúng ta có thể là nhập liền cũng được, hoặc là chúng ta để từ từ cũng được. Chúng ta chỉ cần gõ ở đây, chẳng hạn như gõ đây này. Đó, gõ một cái là nó sẽ sổ ra cho chúng ta. Đấy, sổ ra thì có như vậy là gợi ý ha. Ví dụ đây tôi sẽ gõ này. Đó, bất động sản thì nó sẽ có này. Bất động sản này, công ty bất động sản này. Đó, đấy, rồi chúng ta có thể chọn tiếp ha. Đấy. Thì ở đây á, chúng ta có thể là bổ sung sau cũng được ha. Rồi, tiếp theo ở đây là cái mô tả. Thì cái mô tả này chúng ta cần phải lưu ý là cái mô tả này thì chúng ta để mà nó ra cái tìm kiếm, thì đây cũng là một trong những cái thủ thuật SEO. Khi mà các bạn thấy rằng thói quen của nhiều người là khi mà vào đây này, Facebook người ta gõ này, tìm kiếm này. Đó, tìm kiếm trên đây. Thì khi đấy là làm sao để ra cái trang của chúng ta. Thì một trong những cái thủ thuật thì đây chính là cái mô tả, nó rất là quan trọng. Mô tả này thì là nó cần phải có cái từ khóa ha, từ khóa của cái từ mà tìm kiếm. Đây, ví dụ như bất động sản Vĩnh Phúc này, là trang coi như vậy là chuyên, coi như vậy là chia sẻ thông tin bất động sản tại Vĩnh Phúc và các dự án và các và thông tin mua bán cho thuê, thông tin mua bán
Rồi sau khi mà chúng ta nhập cái mô tả xong thì chúng ta sẽ bấm vào tạo trang, được chưa? Cái này ở nếu như mà các bạn mà thực hiện ở trên điện thoại thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta hãy vào trong cái mục menu ha, menu rồi sau đó là chúng ta sẽ bấm vào cái tạo trang ha. Rồi ở đây á chúng ta thấy là thêm đại ở đây có ảnh đại diện thì chúng ta sẽ bấm thêm ảnh đại diện này. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy đại ví dụ đi ha, một cái hình ảnh đây, tôi sẽ lấy cái này chẳng hạn. Nếu như mà các bạn mà muốn đẹp thì tất nhiên là chúng ta cần phải biết sơ sơ một chút xíu về cái đồ họa ha. Thì các bạn có thể là học một số cái Photoshop hay Corel hay là AI ha. Rồi ở đây là cái hình đại diện, à thêm ảnh bìa. Ảnh bìa chính là cái hình này này ha, tôi gọi là cái banner á, banner trên cái Facebook ạ. Rồi ở đây ví dụ như đây tôi sẽ thêm vào đó, được chưa? Và đây sau khi mà xong ở đây chúng ta có thể chỉnh này, chỉnh như vậy là di chuyển làm sao mà cho chỉnh nhìn cho nó phù hợp ha. Tất nhiên để cho đẹp thì chúng ta cần phải biết một chút xíu về cái đồ họa, rồi chúng ta sẽ thiết kế ha, thiết kế một cái banner ở trên đây để cho nó phù hợp với kích thước. Rồi sau khi mà xong rồi sau đó là chúng ta sẽ bấm lưu đó. Ở đây nó kêu bảo ảnh bìa quá nhỏ thì chúng ta có thể là chọn một cái ảnh bìa lớn ha, lớn hơn. Đây tôi lấy ví dụ đây. Rồi cái con chuột của tôi nó nhảy mất rồi, thì cái này á, thì sau khi mà bấm tạo á, thì nó sẽ nhảy vào đây. Nếu như mà chưa có cái hình ảnh ha, chưa có hình ảnh thì chúng ta có thể bấm chỉnh sửa đây, tải lên này. Chúng ta có thể bấm tải lên này. Đó. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm lưu thay đổi chẳng hạn này. Rồi thì đến đây thì chúng ta đã tạo về về cơ bản thì chúng ta đã tạo xong một cái fanpage. Thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải thêm cái cài đặt. Thì để cài đặt thì chúng ta sẽ bấm vào đây này, truy cập vào rồi chúng ta sẽ bấm vào cài đặt ha. Cài đặt thì ở đây chúng ta cần lưu ý này, các bạn lưu ý cái mục đầu tiên là chung này. Chung thì ở đây á, các bạn lưu ý rằng á cái chế độ hiển thị trang nó rất là quan trọng. Nếu như mà ở đây nếu như mà nó sẽ có các chế độ này, chế độ là trang đã đăng hoặc là trang chưa đăng. Nó nếu như mà các bạn để ý, một á, là cái fanpage của mình á, mà lâu ngày mà mình không cập nhật thì có thể là coi như vậy là Facebook cái ban quản trị của Facebook á, người ta sẽ coi như vậy là sẽ cảnh cáo mình và người ta sẽ cho sang là cái trang chưa đăng nếu như mà cái trang của mình để lâu quá, hoặc có thể là coi như vậy là chúng ta vô tình chúng ta tích vào chưa đăng trang. Thì khi đấy thì chúng ta thấy rằng là khi mà search ở trên đây này sẽ không có ra được cái trang của mình ha, các bạn lưu ý. Do đó là chúng ta sẽ bấm vào trang đã đăng, nếu như mà chúng ta lỡ mà tìm không thấy thì chúng ta cũng vào đây kiểm tra xem là trang của mình đã đăng chưa. Rồi thì ở đây trang đã đăng rồi ha. Rồi ở đây á, chúng ta sẽ có này, trong đây có các mục thì chúng ta cần phải lưu ý này. Thứ nhất là chế độ hiển thị trang này, và cái đây nó sẽ có là cài đặt về giới hạn quốc gia, rồi giới hạn độ tuổi, rồi là lọc những cái lời tục tĩu. Và ở đây nó sẽ có những cái mà thường hay sử dụng, các bạn lưu ý này. Một ở đây là hợp nhất trang này ha. Hợp nhất trang này là khi mà chúng ta có hai cái fanpage mà cái chúng ta nội dung giống nhau mà chúng ta hợp nhất lại, muốn hợp nhất lại thì một trang để làm gì? Để thứ nhất chúng ta chăm sóc một trang, và cái thứ hai nữa là chúng ta tận dụng được cái lượt like, lượt follow á, thì chúng ta sẽ bấm vào hợp nhất trang để khi đấy cái lượt follow nó sẽ cộng lại ha, nó sẽ được tăng lên. Rồi còn cái nữa là cái gỡ trang. Gỡ trang là cái này là mình xóa cái trang fanpage của mình đi. Rồi ở cái mục thứ hai là chúng ta cần để ý là cái thông tin trang. Thông tin trang đây này, thông tin trang ở đây á, thì chúng ta có thể là thêm này, hạng mục này, được chưa? Hạng mục ở đây á, là nó đang chúng ta có thể thêm vào ha, thêm hạng mục, ví dụ như là đây là bất động sản đó.
Và tất nhiên cái này thì chúng ta có thể là chỉnh sửa ha. Đó. Rồi. Ở đây á, rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ thêm vào cái số điện thoại của chúng ta. Đây ví dụ như là đây tôi sẽ các bạn sẽ chọn này, ở đây là sẽ chọn là Việt Nam này. Đó, các bạn lăn chuột xuống dưới á, xuống dưới ha. Tôi sẽ có này, Việt Nam này. Và đây là số điện thoại này, chẳng hạn như đây tôi rõ số của tôi chẳng hạn 09439. Đó. Rồi. Sau đó là cái đây là cái email ha, email của các bạn. Nếu như mà các bạn không có email thì các bạn để trống cũng được hoặc là bổ sung sau cũng được. Và tiếp theo là cái website. Cái website, cái trang web này nếu như mà có thì các bạn nên điền vào, còn nếu như không có thì chúng ta có thể để trống. Được chưa? Cái tiếp theo nữa đây là cái vị trí. Cái vị trí thì ở đây chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ vào ha, nhập cái địa chỉ vào. Chẳng hạn như tôi nhập cái địa chỉ chẳng hạn như là Vĩnh Yên. Vĩnh Phúc ha. Dưới đây tôi sẽ để là Vĩnh Phúc chẳng hạn. Rồi ở đây các bạn thấy nó sẽ có mã zip ha. Mã zip thì nếu như mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ vào Google ha. Chúng ta sẽ gõ là mã ha, mã zip cái tỉnh của các bạn á ha. Đây các bạn vào 63 tỉnh thành đây này. Đó, các bạn vào 63 tỉnh thành thì khi đấy là nó sẽ có mã zip code như vậy ở tỉnh ha, tỉnh. Rồi các bạn sẽ chọn tỉnh của các bạn ha. Đây. Rồi các bạn bỏ vào ha, bỏ vào cái mã zip đây. Rồi cái tiếp theo nữa ở đây á, các bạn lưu ý này, cái bản đồ á, bản đồ thì chúng ta sẽ bấm vào đây này. Chúng ta sẽ tích vào cái mục đích của cái bản đồ này á, là để khi mà khách kích vào ha. Kích vào thì sẽ chỉ dẫn ra đến cái địa chỉ của chúng ta ha, hướng dẫn cái đường đi á. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là đây này, cái bản đồ nó đang nằm tận đâu này, nó đang tích vào này. Thì do đó là bây giờ chúng ta hãy hãy đưa về cái kéo cái này về cái nơi địa chỉ của chúng ta ha. Đây đó, giả sử đây. Tóm lại là chúng ta sẽ kéo tìm cái vị trí ha, vị trí của chúng ta, rồi xong bắt đầu các bạn kéo đưa cái vị trí này về đến cái địa chỉ ha, địa chỉ của kinh doanh của chúng ta. Thì khi đấy là nó sẽ có cái bản đồ hướng dẫn, nó sẽ nhìn nó chuyên nghiệp hơn, được chưa? Rồi sau khi mà xong thì bây giờ ở đây đến cái khu vực dịch vụ, thì ở đây chúng ta có thể điền hoặc là chúng ta để trống cũng được. Ở đây là cái khu vực dịch vụ, là cái nơi mà chúng ta có thể cung cấp ha. Tức là có thể là chúng ta chẳng hạn như chúng ta chỉ cung cấp ở, giả sử như mình ở Vĩnh Phúc thì mình chỉ cung cấp ở Vĩnh Phúc, thì các bạn có thể là chỉ gõ ở đây thôi, Vĩnh Phúc hoặc là một số tỉnh lân cận, hoặc là các bạn để trống cũng được. Rồi sau đó ở đây cái giờ mở cửa thì nó sẽ có các chế độ là không có giờ làm việc thì hoặc là luôn mở cửa, hoặc là đóng cửa vĩnh viễn, hoặc là mở cửa đã chọn thì ở đây chúng ta sẽ chọn ha. Ví dụ như luôn mở cửa này, hoặc là mở cửa khung giờ đã chọn, thì ở đây chúng ta nó sẽ sổ ra là từ thứ hai cho đến là chủ nhật, thì chúng ta sẽ chọn cái giờ ha, giờ làm việc đó, được chưa? Rồi chúng ta cần phải lưu ý cái ở đây này, một là tuyên bố sứ giả, tuyên bố quyền sở hữu tác giả này, thì ở đây chúng ta có thể gõ chẳng hạn như là quyền sở hữu thuộc. À, ví dụ như đây là cái bất động sản Vĩnh Phúc này. Đó. Hoặc là nếu như các bạn để trống thì cũng được, không có vấn đề gì cả. Và đây là cái sản phẩm. Sản phẩm thì đây nếu như mà các bạn mà kinh doanh sản phẩm gì thì chúng ta có thể điền vào đây. Hoặc là các bạn để trống cũng được, không có vấn đề gì cả. Ha. Nếu như mà chúng ta mà điền vào đây nó sẽ tốt hơn. Được chưa? Chẳng hạn như là bất động sản này, nhà này ha,
mua bán chẳng hạn như là đó, thì chúng ta có thể là ấy thêm cái sản phẩm vào đây ha. Và dưới đây là cái thông tin bổ sung, thì chúng ta có thể là bổ sung về một số những cái là thêm mô tả sản phẩm cũng được, hoặc là chúng ta có thể là để những cái một số cái lưu ý, hoặc là để cái thông tin liên hệ cũng được ha. Và đây là cái mã QR, đây là cái mã QR là cái mã mà chúng ta có thể là dùng để mà quét ha, quét hoặc là chúng ta để quảng bá, được chưa? Thì khi mà quét cái mã QR này nó sẽ tự động nhảy vào cái fanpage của chúng ta. Được chưa? Rồi, nếu như mà chúng ta có cái tài khoản Instagram thì chúng ta có thể là liên kết vào đây, được chưa? Liên kết ở đây. Cái tiếp theo nữa đây là cái mẫu tab này. Chúng ta cần lưu ý cái mẫu tab ở đây á, đây này tôi sẽ cho các bạn xem này. Cái mẫu tab là cái gì? Mẫu tab ở đây á nó chính là cái này. Tôi sẽ mở một cái đây, các bạn thấy rằng á cái mẫu tab chính là cái này này. Đây này, dịch vụ này, đánh giá này, cửa hàng xem thêm này. Thì đây nếu như mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ vào thay đổi ở cái mẫu tab này. Ví dụ dịch vụ chúng ta muốn thì để là bật, đánh giá chúng ta muốn để bật lên hoặc không muốn thì chúng ta tắt đi, cửa hàng không muốn tắt đi ha. Rồi sự kiện, rồi việc làm đây, chúng ta không muốn thì tắt đi chẳng hạn. Rồi sau đó các bạn qua đây. Các bạn sẽ thấy rằng á là nó sẽ thay đổi. Đó. Đây. Được chưa? Đây là cái mẫu tab. Rồi cái tiếp theo nữa ở đây nó sẽ có này, và các bạn cần lưu ý đây là vai trò trên trang này. Vai trò trên trang á, thì ở đây á vai trò trên trang đây nó sẽ thể hiện, chẳng hạn như đây là thể hiện là chúng ta lập cái fanpage này thì mặc nhiên thì nó là quản trị viên rồi. Thì ở đây chúng ta có thể là phân quyền, tức là mời người khác làm cái vai trò trên trang á, thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều. Thứ nhất là các cấp lớn nhất ở đây là cấp quản trị viên ha. Cấp quản trị viên thì chúng ta ở đây cần lưu ý rằng cái cấp quản trị viên là cái đồng cấp với mình. Người ta khi mà cấp cho một người nào, một tài khoản nào cái quyền quản trị viên thì các bạn cần lưu ý ha, xem cái người đó có đáng tin cậy không. Rồi tại vì là đôi khi là người ta, tại vì cùng cái quyền hạn giống như mình, người ta có thể xóa cái quyền của mình đi ha, thì đồng nghĩa với lại mất cái trang, được chưa? Còn biên tập viên thì là người ta cấp thấp hơn, thì trong đây là chỉ có là viết bài thôi, còn đây là người kiểm duyệt, và tiếp theo là cấp nhà quảng cáo và nhà phân tích. Đó, sau khi mà chúng ta chọn xong đây, ví dụ như đây là chúng ta điền vào, thì đây chúng ta sau sau khi mà chọn chọn người vào rồi ha, thành viên này thì chọn cái cấp quyền rồi, thì sau bắt đầu chúng ta sẽ bấm thêm vào. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần có một cái lưu ý ở đây này, hồi nãy tôi chưa có nói này, cái thông tin trang này, cái thông tin trang này còn có tên người dùng này ha. Tên người dùng thì các bạn cần lưu ý, tên người dùng này chính là cái tên mà rút gọn. Ví dụ như ở đây các bạn thấy rằng á, cái trang của tôi này là facebook.com này, sẹt này, Lưu Hoàng Long này, .vn này, thì đây chính là cái tên người dùng, tức là cái tên mà sau cái facebook.com sẹt ha. Tại vì sao, tại vì sao mà chúng ta tạo cái tên người dùng? Tại vì nếu như mà chúng ta thấy rằng á, đây là cái fanpage của chúng ta khi mà tạo xong á, nó sẽ rất là dài ha, cái đường dẫn của nó sẽ rất là dài đây này ha. Thì khi đấy là chúng ta sẽ gửi cho khách hàng, cũng như là mình đưa lên trên cái để mà quảng cáo, thì nhìn nó rất là dài và nhìn nó không có chuyên nghiệp. Do đó chúng ta sẽ tạo tên người dùng. Thì tạo tên người dùng á, thì ở đây này chúng ta sẽ điền vào. Thì cái tên người dùng ở đây á, các bạn lưu ý cái tên fanpage thì có thể là trùng nhau, nhưng mà tên người dùng là không được trùng nhau. Nếu như mà cái fanpage nào mà đã đặt lỡ đặt tên rồi thì chúng ta sẽ không thể nào mà đặt được cái tên giống như của người ta. Đây là cái quy định của Facebook ha, là cái nhất. Cái thứ hai thì không có được viết cách và có một số những ký tự đặc biệt. Rồi ở đây chẳng hạn như là tôi sẽ để là bất động sản Vĩnh Phúc. Rồi bây giờ chúng ta bấm này, không có được này, tại vì là đã có người sử dụng rồi ha. Ví dụ đây tôi sẽ để là chẳng hạn như là nhà đất hoặc là bất động sản Vĩnh giá rẻ chẳng hạn này, có thể là được đó. Đó, các bạn thấy không, là đã đồng ý rồi, được chưa, coi như là đã được. Thì lần sau ví dụ như đây này, các bạn chỉ cần là đăng nhập vào cái link là facebook.com/bất động
sản này, Vĩnh Phúc này, giá rẻ này, là sẽ vào ngay cái fanpage của mình, được chưa? Đó, thì chúng ta gửi cái này cho khách hàng thì nó cũng nhìn nó ngắn gọn và nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Rồi thì tiếp theo bây giờ chúng ta có thể là vào cái fanpage của mình ha. Vào cái fanpage của mình thì chúng ta có thể là vào cái fanpage của mình thì chúng ta sẽ có thể là vào đăng tạo cái bài viết đó ha, về cái trang chủ, và chúng ta có thể là tạo bài viết là cái fanpage của mình, thì đến đây là đã tạo xong, được chưa? Rất là cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị đã quan tâm theo dõi video. Nếu như các bạn mà thấy hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh. Các bạn nhớ là bật chế độ chuông lên ha. Thì thứ nhất là để ủng hộ mình, cái thứ hai nữa là để nhận được thông báo khi mà có video. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, và hẹn gặp lại ở cái phần video tiếp theo.